Chào các bạn. Hôm nay kênh Dịt Channel lại trở lại để chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà uh, có thể nói là gây ra rất là nhiều những cái sự tranh luận cũng như là những sự quan tâm của rất là nhiều người trên đất Mỹ này. Uh, một cái vấn đề cũng uh, thuộc cái lĩnh vực là về cuộc sống ở ở Mỹ này. Thì uh, như đã có lần tôi có chia sẻ trên một cái video uh, có tên là những mảnh đời bất hạnh đó thì tôi có nói đến có đề cập đến một cái số vấn đề là à, liên quan đến những mảnh đời bất hạnh này trong đó thì à, có một vấn đề có liên quan đến tệ trạng xã hội tại Mỹ chẳng hạn như những người nghiện ngập đó à, hút ma túy hút xì ke ma túy đó, thì à, dẫn đến à, à, việc là không có nhà cửa để ở phải đi lang thang thì à, tôi mới nói mới chia sẻ với các bạn à, có một đề tài đó thôi thì hôm nay tôi muốn nói thêm và muốn nói rộng ra nữa về những cái sinh hoạt của những người mà được gọi là có cuộc sống bất hạnh này thì họ mất nhà họ đi lang thang họ không có nơi ở thì không phải là chỉ do một nguyên nhân chính mà có rất rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến chẳng hạn như là họ mất nhà bởi vì họ không đủ họ mất nhà bởi vì họ bị thất nghiệp đang đi làm thì bị thất nghiệp cũng mất nhà rồi uh, uh, đang đi làm bị bệnh không thể nào làm việc được nữa cũng mất nhà rồi có những người thì uh, đang sống đang uh, bình an như vậy thiên tai tới tự nhiên bị cháy nhà hoặc là tự nhiên bị uh, sờ những người mà sống ở ven sông ven hồ thì uh, bị, bị uh, cái hiện tượng đất chùi nó trôi hết cả nhà cửa đi hoặc là có những người thì bị mất nhà bởi vì không làm những cái nghề nghiệp ổn định đó thì <laughs> hôm nay tôi đi ra cái tiệm xăng tôi đổ xăng thì tình cờ tôi nhìn thấy một cái cảnh có thể nói là rất là đau lòng bởi vì hôm nay là một cái ngày trời lạnh trời mưa bão hay mà tôi nhìn thấy một cái người đàn ông chắc cũng còn trẻ chứ không có lớn tuổi gì lắm chắc khoảng chừng độ ba mươi mấy tuổi thôi đã, đang nằm ngủ trước cái hiên của một cái cửa tiệm cái cửa tiệm này hồi xưa nó hoạt động nhưng bây giờ nó đã đóng cửa rồi cho nên là ông ta có thể nằm ngủ trước hiên của cái cửa tiệm này một cách thoải mái mà không sợ bị chủ tiệm họ đuổi thì, cái người đàn ông này á, tôi thấy nằm trên một cái tấm giấy cạc tông bằng giấy cạc tông đó các bạn nằm thì quay mặt vào trong tường và bên ngoài, cái lưng quay ra ngoài thì thấy vẫn có gió thổi vào lưng bởi vì cái lưng lưng của ông ta mặc cái áo không đủ ấm á cho nên là thấy cái lưng trần nhô ra bên ngoài á. À, chỉ nằm như vậy thôi chứ không có cái chăn nào để mà đắp hết và bên cạnh ông là một chiếc xe đạp và một cái chiếc xe đẩy cái chiếc xe đẩy này thì tôi nghĩ rằng đây là cái chiếc mà ông ông ta vừa mới lấy từ trong một cái cửa tiệm bán hàng nào đó ra thì mục đích của ông ta lấy ra không phải là để mà đi bán lại hoặc là không phải là để mà đựng đồ hay chứa đồ gì cả nhưng mà cái mục đích chính của ông này là chỉ muốn dùng tạm cái cái xe đẩy này để làm cái cái điểm tựa để mà buộc một cái sợi dây sợi dây căng đó các bạn thì, thì thường thường là ông ông có một cái tấm ni lông á đục một cái lỗ rồi lấy một cái dây, dây buộc qua cái tấm ni lông rồi buộc trên cái xe đó sau đó thì chăng xuống dưới cái mặt đất đó để mà làm cái chỗ có thể nói giống như cái lều giã chiến vậy các bạn làm cái lều để mà nương thân khi khi trời mưa bởi vì tiểu bang này có thể nói là nó mưa tầm tã hầu như là một tháng 30 ngày thì mưa hết 28 ngày chỉ còn có hai ngày nắng nữa thôi Nên nhìn thấy ông nằm ở đó thì tôi nghĩ là chắc đêm qua mưa gió bão bùng quá không ngủ được không thể ngủ được bởi vì vừa mưa vừa bão mà vừa lạnh như vậy thì sao mà còn một ban đêm mà không có nhà có cửa mà không có cái chân mền nào đắp như vậy mà có thể ngủ được Cho nên là ngày hôm nay mới có 2 giờ chiều thôi Thì ông nằm ông ngủ mà mê mệt như chết Bao nhiêu người đứng xem ông cũng không biết gì cả Thì tôi nghĩ là đêm đêm hôm qua là, là mệt mỏi quá Không ngủ được cho nên bây giờ nằm ở đâu là cứ vật ở đó ngủ thôi Thì ở trên cái xe đạp thì tôi thấy có một cái mũ gài trên đó Và một cái áo treo trên đó Tất cả tài sản của ông là chỉ có thế thôi các bạn Chắc là có một cái ba lô ở dưới phía dưới tấm ni lông đó Thì trong cái ba lô chắc là có đựng thêm một số quần áo gì đó để thay đổi, để mặc thay đổi Thì một trong những cái cảnh tượng này đó là những cái cảnh tượng mà xảy ra rất là nhiều Ở cái tiểu bang Washington này Và... À, những người này là những người có thể nói là những người rất là bất hạnh rất là đau khổ trong khi mùa lễ này ha, mọi nhà người ta đang ăn mừng lễ người ta đang quây quần tụ họp yên ấm vui vẻ đậm ấm trong cái căn nhà có những lò sưởi thì ông phải nằm ở ngoài bờ hiên và ngoài hiên nhà của người ta như vậy đó các bạn mà Yeah, mình thấy mình ở uh, mình có nhà mình ở mình ở trong nhà mà trong nhà mình còn bật uh, sưởi bật ấm lên mà khi mà mình bước ra đường mình có áo quần mặc đầy đủ ấm áp hết bước lên xe chạy rồi uh, xuống xe thì mình cũng đã đến cái địa điểm mình muốn xuống cũng đi bộ rất là gần mà mình còn thể cảm thấy lạnh lẽo thấu hết cả xương mà trong cái đó người ta không có nhà nào ở mà người ta cũng không có chân mềm để đắp quần áo mặc thì không đủ ấm như vậy thì tôi nghĩ là uh, đây là một trong những cái người mà khổ rất là khổ những cái mảnh đời rất là bất hạnh nhưng mà những người này á thì không phải là tự nhiên mà họ không có nhà mà nó đến từ rất là nhiều hoàn cảnh hoàn cảnh rất là nhiều để họ xô đẩy họ đến những cái bước đường cùng này thì một trong những hoàn cảnh đó thì tôi có thể nói ở đây có thể chia sẻ ở đây với các bạn đó là à, thứ nhất là vì họ bị à, mất nhà ở đây à, tôi biết có rất là nhiều người đi làm hãng boeing hãng máy bay có tiền nhiều lắm và một tháng họ có thể mang về nhà hai ba ngàn đô thì đối với người mỹ các bạn họ không có tính toán như người việt nam của mình thường thường là họ làm được đồng nào thì họ xào hết đồng đó chẳng hạn như hai ba ngàn đô thì họ đi mua căn nhà nội trả tiền nhà không thôi là họ đã phải trả khoảng từ một ngàn tám đến hai ngàn đồng một tháng rồi cho nên là họ, họ trả tiền nhà nên cái số tiền còn lại thì họ chi vào những cái utilities như điện gas phun rác nước hoặc tiền ăn của họ đó thì là vừa hết thế nhưng mà chẳng hạn đang đi làm như thế này làm hãng Boeing thì hay bị lay off lắm các bạn hãng Boeing mà họ mà thải ra một cái là mình kiếm không được việc làm mà khi mà mình kiếm không được việc làm á, thì mình không có tiền để mình trả tiền nhà cho nên là cái nhà bank mà người ta cho mình mượn tiền á, người ta chỉ cho mình cái hạn là trong vòng một tháng là phải trả hết nếu mình không trả được tiền nhà đó thì nhà ben cả nhà băng người ta sẽ đến người ta lấy nhà của mình mình không đi người ta cũng sai một cái đội ngũ đến để mà mang hết đồ của mình ở trong nhà ra ngoài cửa họ đổ hết ra ngoài cửa và họ niêm yết cái căn nhà của mình lại họ không có cho mình sống trong căn nhà đó nữa thì coi như mình mất nhà hai hai bàn tay trắng mà bao nhiêu tiền bạc mà mình gom được để mình đao trong căn nhà mình trả tiền mỗi tháng và thì khi mà mình thất nghiệp mình không có tiền trả tiền nhà đó là coi như là mình bị mất hết nhà bèn sẽ đến kéo nhà của mình xe cũng vậy các bạn xe nếu mà mình mà mua xe mới á mình phải trả góp đó mỗi tháng trả hai ba trăm đồng tiền xe đó nếu mà mình bị thất nghiệp mình không không có tiền để mình trả tiền xe mua trả góp nữa đó thì hãng xe họ cũng tới họ lấy lấy lại chiếc xe đó cho nên là coi như là mất nhà mất xe chỉ trong một phút chốc khi mà bị thất nghiệp thôi các bạn ở xứ Mỹ này thì thường thường người ta mua bất cứ thứ gì người ta cũng trả góp hết Chứ không phải là có đầy đủ tiền bạc để mà trả một lúc giống như người Việt Nam mình Thường thường là hay mua bán là có tiền một cái ra mua chiếc xe trả hết luôn Hoặc là có tiền mua cái nhà là trả xong luôn Bên Mỹ này thì ai cũng trả góp hết các bạn Chỉ những người nào giàu có lắm người ta có tiền nhiều quá Ta không biết làm gì thì người ta mới mua để mà người ta trả một lúc thôi Còn mình thường thường những người nghèo khổ như mình Đại gia số những người là toàn là những người nghèo khi mà mới định cư ở bên Mỹ này là thường thường hay mua đồ trả trả góp, cho nên khi bị thất nghiệp không có tiền trả một cái là nhà người ta cũng kéo mà xe tạm kéo luôn, cho nên khi nhà xe, kéo xe kéo thì coi như hai bàn tay trắng là phải đi lang thang sống ở ngoài đồ đường xá chợ hoặc là sống ở trong những cái nơi mà mà mình cảm thấy là mình có thể dung thân được, Đó. cho nên là những mảnh đời này có thể nói là bất hạnh lắm, họ không làm gì tội lỗi cả, họ không làm bất cứ thứ gì mà bị xã hội liên án cả nhưng mà chỉ vì họ bị thất nghiệp họ không có tiền để trả tiền thuê nhà cho nên là họ trở thành người vô gia cư trở thành những cái mảnh đời bất hạnh hoặc là một nguyên nhân khác cũng dẫn đến những cái làm cho những người Mỹ này bị vô gia cư đó là bệnh tật tự nhiên đang đi làm như thế này đau tay không làm được nữa hoặc là bị một cái bệnh gì đó hiểm nghèo không thể nào làm được nữa thì đang đang đi làm mà một tháng kiếm được hai ba ngàn đồng như vậy phải có thể trả có thể mua nhà trả tiền nhà một tháng là hai ngàn đồng như vậy và bây giờ bị bệnh không làm được nữa thì đương nhiên là không có tiền trả tiền nhà tiền xe thì cũng sẽ bị kéo nhà kéo xe và khi mà bị kéo nhà kéo xe như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ trở thành những người vô gia cư người không có nhà cửa và cũng phải sống trong những cảnh đời mà bất hạnh như vậy thì uh, hoặc là không phải là do bị bệnh không mà cũng là do thêm một cái nguyên nhân khác nữa chẳng hạn do thiên tai mình đang ở trong một cái khu nhà an toàn à, bình an hạnh phúc như vậy mà tự nhiên nó bị cháy rừng cháy đến nhà của mình là cháy thiêu rụi hết cả căn nhà của mình đi hoặc là mình đang ở trong một cái căn nhà à, an toàn như vậy không sao hết tự nhiên bị lụt lụt rồi à, nước nó cuốn trôi hết cả nhà của mình ra sông ra hồ thế là coi như là những người mà bị cháy nhà hoặc là bị lụt lội cuốn trôi hết cả nhà cửa như vậy cũng trở thành những người vô gia cư cũng trở thành những người bất hạnh bởi vì không có nhà không có cửa gì cả hoặc là à, những người mà làm những cái nghề không được ổn định ở bên mỹ này á, cũng có thể trở thành người vô gia cư thì tôi được biết một cái ông bà bên mỹ này á, ông thì là nhạc sĩ còn bà thì là cái người mà à, chuyên môn nấu nướng nấu, nấu ăn ở nhà nội trợ đó thì hai ông bà xưa đó ông là nhạc sĩ cũng nổi tiếng khá nổi tiếng à, đi hát đó thì đi hát hoặc là sáng tác nhạc thì kiếm được rất là nhiều tiền cho nên ông bà cũng có thể sinh sống trong những cái căn nhà rất là à, hiện đại đẹp đẽ nhưng mà khi về già rồi đó ông không còn sáng tác được nữa không còn hát được nữa đó thì à, cả hai ông bà coi như là bị trở nên là những người mà lôi không có nghĩa là có lợi tức thấp để có lợi thức thấp thì đương nhiên là mình không có tiền để mà trang trải cho căn nhà của mình thì mình cũng sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà bởi vì nhà Mỹ này mua thường thường là trả góp trong vòng 30 năm mà nếu mà cái thời gian mà huy hoàng của mình có chỉ kéo dài khoảng 10 năm thôi thì mình có tiền mình trả trong vòng 10 năm còn 20 năm sau nếu mà mình không còn huy hoàng nữa mình không còn kiếm được nhiều tiền nữa thì người ta sẽ kéo nhà của mình và mình cũng sẽ mất nhà cho nên có thể nói là một trao, uh, có thể nói là có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến những cái người mà bị vô gia cư, bị uh, mất nhà và phải sống trong những cái uh, cái nơi mà có thể nói là không có gì gọi là ấm áp là hạnh phúc cả, sống ở trong những cái nơi rất là bất tiện và rất là khổ sở thì đó là một trong những cái mảnh đời bất hạnh mà cũng uh, có 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 thể nói là rất là nhiều ở cái tiểu bang Washington này. Bây giờ đi đến đâu ngã tư đường nào thì có thể nói là cũng thấy có người đứng bảng đứng đứng cầm cái bảng răng ra đó các bạn trên cái bảng người nào cũng đề là homeless rồi cần homeless tức là vô gia cư đó cần đồ ăn đồ uống hoặc là cần bất cứ thứ gì mà cần thiết ai cho cái gì họ cũng lấy cái đó hết rất là nhiều và những người đứng đường đứng trên những ngã tư đường như vậy nhiều như vậy nhưng mà họ còn tập trung ở những cái nơi hầm cầu hoặc là ở những cái nơi mà có những điểm bắt những cái những cái bãi đất hoang hoặc là trong rừng nữa các bạn, tập trung nhiều lắm. Bây giờ thì nhiều khi chính phủ cũng không có giải quyết được cho họ đó, bởi vì cũng không có ngân quỹ để mà giải quyết cho tất cả những người như vậy được. Cho nên là họ lúc nào cũng sống trong cái kiếp sống rất là khổ các bạn. Thôi tôi chia sẻ đến đây là cũng nhằm mục đích để mà cho các bạn biết thêm về một số những nguyên nhân dẫn đến những cái mảnh đời bất hạnh vô gia cư thì mong các bạn xem và các bạn có thể mong các bạn xem trên hình ảnh video mà chúng tôi chiếu cũng như là à, nghe những gì chúng tôi nói để các bạn có thể hình dung được à, một cái à, à, cuộc sống cũng không phải là dễ dàng gì tại nơi xứ Mỹ này à, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp We wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish